Tôi. Dạ, cái này là đúng chính tả là vun đắp yêu thương. Đúng rồi. Nhưng mà do là hôm bữa em đi thiết kế với in cái đề can này nè, cái nhân viên em á nó nói sai chính tả. Cái người ta để luôn là vun đắp yêu thương. Không, nhưng mà nói nào ngay chứ cái này anh Khương vừa đặt á chị. Vậy đó hả? Dạ. Là tên của em, coi như em đi, em là người vun đắp yêu thương đi phải không? Dạ. Là vun đắp yêu thương. Dạ. Vun đắp yêu thương. Còn nhớ chị HTV xuống rồi. HTV xuống. Hãy yêu thương khi còn có thể. Trời ơi, còn như bây giờ mua vé số nha. Em bán gì? Em bán hả? Em bán hả? Điều là giám đốc điều hành. Giám đốc điều hành của vun đắp yêu thương. Trời ơi. Gì chị Lan mua hết luôn hay sao? Hết luôn. Trời, lâu. Nè nè, thấy tiền không? Tiền đi mua vé số, lấy cái cọc tiền. Dạ, chào anh Dũng. Dạ. Dạ em chào anh. Giới thiệu với anh Dũng, nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan. Dạ, chào anh. Dạ, quen không ạ? Em quen cái lắm không anh? Dạ. Đâu, đếm coi bao nhiêu mua hết luôn nè. 18 tờ. 18 tờ là 180 ngàn đúng không? Mình quất luôn 200 bỏ đây đúng không? Dạ, bỏ đây vô. Rồi xong rồi mình gửi thêm 200 nữa đi. Ủa vậy hả chị? Trời, gửi thêm vun đắp. Vun đắp yêu thương. Vun đắp yêu thương. Vun đắp yêu thương. Cho quỷ yêu thương. Chị. Được chưa? Cảm ơn chị Linh. Đâu. Người mới khoe cái nụ cười của Anna cái nè. Đó, nụ cười Anna. Nụ cười Anna nha cả nhà chị. Khách ở Đức. Chị về từ Đức. Tôi cũng nhiều chuyện lắm. Nụ cười Anna. Trời ơi, biết ơn chị Phượng Lan. Thấy thương nghe sợ. Dạ. Anh Dũng ngồi chơi cho em chút nha. Anh Dũng là phó phòng văn hóa thông tin của quận 10 mình đó chị. Dạ, chào anh. Dạ. Dạ. Thấy mà em quen không? Dạ, thấy chị quen. Quen lắm không? Dạ. Mà biết tên gì đó phải không? Dạ. Dạ, em nghệ sĩ ưu tú Phượng Lan. Em hát cải lương đó. Dạ, chuyên cải lương ở bên quận mình, mà có gì là mời chị Lan nha anh. Dạ, dạ mời chị Lan. Dạ em chào anh. Anh Tòng hả? Dạ em chào. À dạ. Chị quý anh là gì chị? Dạ em Dung. Dạ em Dung. Dạ. Cô có kênh YouTube dễ lắm. Dạ em có cái kênh YouTube. Dạ. Dạ cô đi về nha. Em về. Ngồi chơi em chút nha. Để pha để chị cho. Dạ kêu tiếp nha. Để mình bắt xe cái thứ. Dạ. Dạ em cảm ơn các anh nhiều. Dạ để đó cô đặt được rồi, cô đặt. Không. Em có tham gia cái chương trình con đường sức khỏe của quận á. Với lại bên cái con đường sức khỏe là chủ trương của quận với lại thành phố mình làm. Bữa nay mấy anh xuống quay cái nha khoa chút. Chúc mừng. Dạ. Chúc mừng. Ơi có gì đâu chúc mừng. Ngồi chơi chị, ngồi chút. Em ngồi chút. Dạ. Đi ra ngoài ơi sao vậy? Vậy đó hả? Ngoại hả? Trời ơi, nghệ sĩ Phượng Loan á là làm răng với Anna xong rồi bữa nay là đưa em gái của chị Loan. Em gái thứ mấy chị Loan? Em gái thứ tư của chị. Em gái thứ tư của chị hả? Ngày nhà chị Loan là bao nhiêu người? Chị tới 5 chị em gái nè. 5 chị em gái, ngũ long công chúa. 2, 3, 4, 5, 6, đúng rồi. Chị Loan là chị 2? Chị 2 lớn nhất. Và thêm một em trai nữa. À thêm một em trai nữa. À dạ. À nhà năm chị em gái là 6, có nghĩa là nhà 6 người. Đúng rồi, 6 người. 5 chị em gái với lại một em trai. Em trai là 6. Trời hay ghê, công nhận mẹ chị Loan. Xuất sắc à. Xuất sắc. Em gái nhiều má chị nói mệt chết vậy. Sao vậy? Có ngại gây lộn nhau hoài mệt. Ý là hồi nhỏ thôi. Hồi nhỏ ơi, hồi nhỏ đó. Trời ơi, tao nói mà 5 chị em mà chính là sàng nhau đó. Dạ. Thành ra nó dễ mít lộn nhau lắm. Dễ mít lộn. Nhưng mà giờ lớn rồi thì bây giờ nó nói vui vậy đó. Chứ mà mấy chị em thì nó là thuận thảo lắm. Thuận thảo yêu thương nhau phải không chị? Trời ơi. Đó sáng giờ là chị bị bệnh nè, bao tử là chị phải về, chị dắt chị đi bệnh viện Bình Dân. Dạ. Xong rồi là bắt đầu đi qua này em nào. À dạ. Chị Tư là ở đâu về chị? Tư ở Mỹ. Chị Tư ở Mỹ ở, về? Ở bang Boston. À dạ. Rồi chị Loan á là làm răng rồi, bây giờ là đưa chị Tư là đến làm răng. Nhưng mà mấy tháng trước là có làm rồi phải không chị? Mấy tháng trước điều trị đúng, phải không? Năm rồi. Năm rồi nó cũng về đó, nó về. Dạ. Rồi chị dắt mấy em chị tới đây làm. Nhưng mà răng chị Loan là ăn nhai ok không? Ok. Ok ạ. Thấy không? Trời tự hào lắm cả nhà. Tự nhiên á là được có cái duyên xong rồi được làm răng cho chị Phượng Loan. Chị hôm rồi đi xem cái tuần vừa rồi đó. Bao công trang quách què đúng không? Dạ, bao công trang quách què. Trời, cái khúc chị ra đóng có cái vai đó thôi mà ra là chút xíu thôi đúng không? Chút xíu thôi mà ra là trời ơi, em thấy đau ra đó. Em nói cái vai mà cái hoàng hậu á, đáng lý là vai đó chị làm á. Hoàng hậu là hoàng hậu. À, không, bà gì cái gì phi á, cái bà mất đứa con á. À, bà vai Lý Thường Phi. Lý Thường Phi á. Lý Thường Phi hả?
thật sự là trên sân khấu nó có cái này, không có tính là cái vai lớn vai nhỏ, nhưng mà cái quan trọng là không, cái cảm xúc đó. Cái khi mà mình ra sân khấu cái vai đó, đó khán giả xem họ có nhớ hay không. Cho nên khi mình nhận vai thì mình hiểu rằng dù cái vai đó nó ít nhưng mà nó là có cái điểm nhấn ở chỗ là cái nhân vật đó là nó là cái sườn của cái cả cái vở tuồng. Không có cái bà này thì sẽ không có không có cái ông kia, ông không có cái bà kia, cho nên là cái nhân vật đó nó cũng rất là quan trọng. Dù là cái vai ngắn mình thấy chị xuất hiện xong rồi là chị mất luôn cho đến nửa tuần sau không có. Nhưng mà điều có cái nhân vật đó thì là cái sự liên kết của cái nguyên cái sườn tuồng nó mới có. Cho nên là cái nhân vật đó mình ở trên sân khấu nó có cái ngộ gì đó. Vậy tụi chị làm nghệ sĩ thì không quan trọng là cái vai lớn hay vai nhỏ, nhưng cái quan trọng là khi mình ra mình có thể hiện hết cả cái sức của mình đối với cái nhân vật, mình có thể hiện được cái nhân vật đó cho rõ cái nét hay không. Không, nhưng mà Dung rất là thích chị Loan á, thật sự rất là yêu mến luôn. Tại vì á, nghệ sĩ ưu tú mà không có phân biệt cái vai nào hết, đưa cho vai nào cũng làm phải không chị? Không, không, không có ngại. Nói không chung ngại. Là Phương Loan là hồi nào giờ đi hát chưa có biết ngại vai gì chứ. Xấu xí, già nua, hung dữ, rồi khùng khùng điên điên cũng là. Miễn quan trọng là mình có nơi để mình làm nghề. Cái điều đó chứ không là... có phải giống như là tôi là nghệ sĩ ưu tú cái đó tôi không làm không, đâu. Chị không thích vậy. Mình như vậy mình vô tình hình chung mình đóng khung mình. Mà hơn nữa để làm cái gì? Mình phải làm hoạt động nhiều chứ. Bây giờ thí dụ như em kén dài thì có phải là em giới hạn cái công việc của em lại không? Nhưng mà khi em chấp nhận em cái vai nào cũng đóng, nơi nào người ta cần cái nhân vật đó người ta cũng có thể kêu mình. Thì là công việc của mình nó mở rộng. Mở rộng ra. Còn mình được cọ sát với nghề nhiều. Cái nghề này là văn ôn võ luyện. Em làm hoài thì em phát triển, còn nếu em không làm có nghĩa em đứng lại, mà em đứng lại có nghĩa là em bị lùi. Tại vì khi em đứng lại thì mọi người họ đi lên hoài. Thì có nghĩa em lùi chứ có nghĩa em không có đứng. Mà em bị lùi. Cho nên thành ra là cố gắng mình làm sao để mà mình cứ được hoạt động hoài. Hoạt động liên tục thì là một cái cơ hội tốt cho mình. Mình không có bị lục, không bị lục nghề. Hôm rồi là em có xuống nhà nghệ sĩ Chí Tâm chơi ở Rạch Giá. Anh ba Chí Tâm. Anh ba Chí Tâm. Chị có xuống đó, chị có xuống nhà ảnh không? Bữa em có nghe chị Minh Tuyền là muốn dựng lại cái tuồng Lan và Điệp gì đó. Làm rồi, hồi lúc chị Huệ còn sống là không, nhưng mà ý là bây giờ dựng lại á, bây giờ muốn dựng lại. Muốn dựng lại vợ đó nữa hả? Muốn làm lại cái vợ đó. Tại cái vợ đó ăn cách quá mà. Vợ đó hầu như ai cũng biết, em thấy bữa đó em xem cái vợ Ba Con Trai Rất Là. Cái vợ đó thật sự ra là mà nói là nó không có nhiều tình tiết chi ly bằng cái vợ của sau này, mà khi mà đoàn Quỳnh Long hát á, là anh Vũ Linh hát, em nhớ không? Là chị Tài Linh á. Cái vợ nó sẽ liền lạc nó nhiều thứ hơn, nhưng mà người ta vẫn thích cái tuồng của ngày xưa danh ca Minh Cảnh hát. Thích ngày xưa đó. Nó có thời gian mình làm một cái tuồng dài, còn giờ nguyên cái live show thì mình chỉ có cái giới hạn không thì bởi vì nhưng mà cái live show này là chủ là mời bác hai Minh Cảnh về. Cho nên là người ta thích nghe những cái gì mà ngày xưa của huyền thoại. Đúng mà huyền thoại. Huyền thoại, cho nên là Gia Bảo nó cũng hay, nó cũng suy nghĩ thêm cái, nó cũng đánh vào cái tâm lý của khán giả, người ta khao khát mấy chục năm rồi. Bác hai Minh Cảnh không có diễn. Cho nên là mời bác hai về nó thắng. Có hẹn em ngày 24. 24 mà. 24 là An Na nè. Bác hai qua. Bác hai với cái chị gì đó. Cô Tuyền. Cô Tuyền hả? Minh Tuyền. Bích Tuyền với Bích Tuyền hả? Cô Bích Tuyền là hẹn qua xong rồi em làm lại hai cái hàm răng tháo lắp. Tại bác là đeo răng tháo lắp rồi, nhưng mà mấy chục năm rồi giờ nó không có khít, nó không có sát chứ nó không có đẹp. Trời ơi, cái người này nghe có duyên nghệ sĩ lắm nha. Hầu như hầu hết nghệ sĩ luôn rồi đó. Ai cũng qua đây hết trơn, trời làm như có duyên với sợ luôn vậy đó. Mà cái này là một cái mối gọi là cái duyên, mà cái duyên này là chắc lâu lâu, không phải trong cái đời này đâu ha, chẳng chừng kiếp trước luôn á. Kiếp trước hả chị? Kiếp trước luôn á, chứ không phải trong cái đời này không đâu nha. Em nghĩ là kiếp trước có, một là em làm chủ hụi, hai là em làm cái gì dây tiền góp của mấy anh chị nghệ sĩ, sau đó em giật hụi người ta đó. Em giật của nghệ sĩ. Bây giờ nó trả nợ cho nghệ sĩ đúng không? Mà đặc biệt là mấy anh chị bên dưới cạnh lương. Ngộ thiệt luôn á, phải nói là hầu hết luôn rồi, coi như là nghệ sĩ là tới đây rất là nhiều luôn rồi. Anh Chí Tâm tới rồi phải không? Ủa anh Thanh Tuấn tới chưa? Anh Thanh Tuấn hả? Có qua khám rồi nhưng mà bận chưa có làm. Thấy chưa? Còn nghệ sĩ Chí Tâm là cũng đợt trước cái hồi mà em bên Phạm Biết Chánh á là qua rồi. Nhưng mà chưa có thời gian làm, thì đợt này làm cắm im lên. Đóng mấy cây. Em chưa có coi kỹ để em hẹn qua khám nữa đã, nhưng mà nhận em làm đệ tử rồi đó.
Dạ em hát hả? Dạ em ca. Sao nhiều cô phụ quá trời, họ có điều chưa học hành tới đâu ta. Không học mà ai cũng bái sư hết trơn. Ai cũng bái sư hết trơn, coi như là tôi thầy thứ mấy. Chị hả? Thầy thứ mấy. Chị là thầy đầu luôn á. Thầy đầu luôn mà bữa nay chưa ngồi học nữa đó. Mà bà là bái sư phụ khác rồi, chịu nổi không cái học trò này. Nghệ sĩ Phượng Lan á là bái bái thầy đầu tiên luôn, có điều là chưa học nào hết. Còn nghệ sĩ Chí Tâm á là bái thầy luôn rồi, học được một buổi. Học được một buổi luôn hả? Học được một buổi, một tiếng đồng hồ dạy bài. Dễ lắm, tại vì biết sao không? Anh Chí Tâm anh biết đàn. Dạ. Cho nên là chỉ em rất dễ, mà ảnh lại biết ca nữa. Dạ. Đó, cho nên là thành ra là chỉ cho em rất là dễ. Dạ. Ví dụ như bây giờ chị dạy em, chị cũng phải cần một người thầy đàn. À, cần một người đàn. Dạ. Giờ chị mới gì chỉ cho em được. Dạ. Chứ chị không thể chỉ cho em mà không có thầy đàn chị cũng chỉ được. Dạ. Anh Tâm có lợi thế hơn là anh Tâm là có đàn, anh Tâm biết đàn. Cho nên dạ, anh Tâm đàn cho anh rồi chỉ cho em hát luôn là ok. Dạ. Rồi bái nghệ sĩ Thanh Thụy làm thầy luôn, có điều cũng chưa học luôn. Hiểu luôn ha. Hiểu luôn. Không, nhưng mà chị Thủy cũng được nha, tại chị Thủy biết đàn tranh. Trời ơi, chị Thủy, em thấy chị Thủy mà ngồi mà gảy đàn tranh ha, xong rồi ca phiêu dễ sợ luôn. Dạ. Má phiêu lắm luôn. Dạ. Càng nghe đã lắm. Dạ. Nghe rất là đã luôn. Dạ. Không, em ước mơ em chỉ hát được một bài. Em chỉ cần ca được một bài thôi. Được. Đi đâu giống như đám tiệc hay là gì đó em biết giao lưu thôi được rồi. Để cho khỏi bị chửi. Để quýnh trận rồi ha, để mình đi quýnh trận. Không, giao lưu thôi. Nhưng mà thật sự là từ khi mà được làm việc với lại các nghệ sĩ cải lương á, tự nhiên cái em mê trời ơi. Hồi trước làm đăng cho chị Thanh Kim Huệ á, mà đâu có nghe cải lương đâu. Rồi tự nhiên á, giờ vợ lại nghe Lan và Điệp, trời ơi nó ngất ngây. Thiệt luôn, hồi giờ em không nghe luôn tại em người Bắc mà. Xong ở nhà em, gia đình em đâu ai nghe đâu. Em cũng biết luôn á. Bây giờ lại là thích quá đúng không? Trời, bây giờ thích mà hồi đó có trời, cơ hội nghe. Có cơ hội làm việc rồi trò chuyện với chị Thanh Kim Huệ mà không nghe, không biết. Thôi bây giờ mới nghe lại đó, trời ơi, hồi trước có cơ hội mà không gì hết trơn á. Đó. Thôi bây giờ gặp đó mấy chị. Dạ. Nghe mấy chị ca. Mấy chị xong rồi. Rồi mai mốt đến mình biết ca luôn. Không, chị cần mấy thầy mấy cô chỉ cần dạy được em ba ca cái bài dòng sông quê em thôi. Một bài thôi, một bài. Để em đi giao lưu. Dạ. Rồi bây giờ chị đi nha. Khoan, hỏi cái bộ mỹ phẩm. À, cái bộ mỹ phẩm bữa giờ em đưa xài không, xài đều đặn không? Đấy, nhìn đi, bữa nay nè nó bật tông lên. Không, chị phải xác nhận là nó trắng lên, nó trắng lên mà cái mặt mình nó căng ra. Ý là chị có cảm nhận vậy phải không? Có cảm nhận. Chị xài nó ra là được. Ông hỏi chị lấy bữa nay là như 3 tuần rồi đó. Bữa giờ chị xài 3 tuần hả? 3 tuần. Hơn 20 ngày. Tại thường á, cái bộ mỹ phẩm bên em mà cứ xài chừng cỡ 20 ngày thôi là mình cảm nhận nó khác liền. Không, dạ, chị cảm nhận được cái này là rõ ràng là nó cái mặt của mình nó cái da của mình nó đang nó lúc nào nó cũng làm như nó căng vậy đó. Dạ. Nó căng nó bóng lên. Không, nó căng nó bóng lên. Dạ. Chứ hôm đó chị không có trắng như vậy đâu. Không có gì. Dạ. Nói chị mấy hôm mà chị make up đi đâu mà được, nó bóng bao giờ trắng như vậy đâu. Vậy đó hả? Trời, nghe vậy cũng vui cũng mừng ghê. Mà hôm nay em thấy chị trắng không? Em thấy, nhưng mà không lý nào tự nhiên cái mình cứ đi khen chỗ chị bữa nay da chị đẹp dữ vậy. Không, cái này là mấy đứa, nó em chị đó, nó bên Mỹ về nó cũng qua, nó cũng nói với chị, nó nói ủa sao bữa nay da chị hai là đẹp dữ ta. Chị nói, chị mới nói là trời, dùng ở bên bên chỗ mà em làm răng đó. Dạ. Chị nói nó đó, tặng cho chị bộ sản phẩm nè. Trời. Dạ. Xài với nó là ok lắm luôn. Hồi nào về da chị cũng kém đó nha. Dạ. Da chị nó có gì nè, không phải là nó bị dị ứng, tức dạ, là cái nào mỹ phẩm vô mặt chị á nó cũng không có dị ứng, không bao giờ bị ngứa vậy. Dạ. Nhưng mà nếu không có kết quả là nó cứ lì vậy, không bao giờ nó không thấy, có bật, nó không có bật gì hết, nó cứ nó không bị hư da thôi. Dạ. Nhưng mà nó không có tác dụng lên là nó lì nó vẫn như vậy thôi. Dạ. Nhưng mà chị xài cái này riêng chị thầy hôm giờ là chị thấy rõ ràng là thấy nó có kết quả. Thấy rõ phải không chị? Đúng không? Cái này là cái cảm nhận mà chị Phượng Loan, chị Thanh Thủy nữa, chị Thanh Thủy cũng vậy. Không, chị có công nhận là cái này nó ok. Rất ok hết chị. Đó. Rất tốt hả? Trời ơi, biết ơn chị. Bởi vậy là cái bữa giờ là em tặng cho mấy anh chị, ai xài cũng có cái cảm nhận ok hết. Thực sự cái này phải không? Ai cũng nói vậy. Ai cũng nói vậy hết. Nhưng okay, mà đặc biệt cái chị khách nào mà mua rồi là mua lại hết. Ồ, vậy thôi là quý rồi. Không mà chị bản thân chị lớn tuổi rồi nè, chị 58 rồi, chị đâu có nhỏ đâu. Thành ra cái da mà nếu mà nói mà nó để nó cải thiện á, có 20 ngày như vậy là phải là tốt lắm mới được vậy. Chứ còn nếu như mà bình thường những cái loại khác á, chị trẻ trẻ như em chị cũng nói, nhưng mà còn lớn tuổi như chị là cái da bị lão quá nhiều mà. Cho nên mà nó chiều như thế này là có những sản phẩm nó tốt. Các bạn trẻ xài còn quốc hơn chị nữa. Không, nói chung là mấy cái nám sạm tàn nhang rồi này kia thì
không thể nào mà hết 100% được nha. Cái này là em không có cam kết 100% được, nhưng mà nó bật cái tông da lên chị có bật với lại nó mờ khoảng 70-80%. Nhưng mà nếu như mà nó mờ mà 70-80% thì khoảng cỡ 3 tháng. Còn nếu như mà khoảng cỡ 20 ngày thì mình sẽ thấy nó mờ đi rồi nó bật. Mà với cái da chị mà chị thấy chị lớn tuổi mà như vậy là chị thấy nó cũng ok rồi. Ok hả chị? Ok. Trời ơi thiệt chứ, rất là ok. Hạnh phúc ghê. Bữa nào đi qua em quay review nha. Quay gì? Review. Đó, em cần một người làm khách hả? Để cho anh Tây Dê quay. Đó, khách Tây Dê quay hả? Đi bây giờ chị đi cái nha, chị có không chuyện cái. Giờ chị đi à? Ý là đòi nhờ chị Phượng Lan đó đúng không? Đúng rồi, ý em. Cái gì hả? Chị quay chị một chút xíu trong cái máy city luôn là em trả chị lại liền á. Vậy đó hả? Chị nghệ sĩ Phượng Lan. Trời ơi tóc tai tới mực ớn cái đầu thôi chị xấu hơn. Chị xấu hơn con Dung chị không có chịu. Em đâu có gần chị đâu. Nhưng mà chị đẹp hơn em đúng không? Chị đẹp hơn chị em. Đó. Chị trắng không có chị trắng hơn em. Đúng. Trời ơi, lợi dụng ghê cả nhà. Bữa nay chị Phượng Lan đến khám răng thôi mà hả? Đè ra quay review bây giờ còn nhờ quay bên HTV nữa kìa. Đó. Chị trắng hơn em. Dạ. Okay. Giờ mà nói thôi, Dung xin phép kết cái clip nha cả nhà để cho HTV làm việc nha cả nhà. Cảm ơn quý bà con cô bác đã biết tay chị Phượng Lan. Không, cột lên chị, cột lên hoặc là chạy không lại là nha. Nhìn cũng... chạy lại nha. Để vậy được không? Để được. Vậy đẹp, để vậy đẹp. Ý là nhờ quay cho trong đứng trong máy city thôi. Đúng hả? Rồi, dắt. Sao bữa nay chị đến đúng ngày dữ vậy chị? Máy city là làm gì? Chụp hình phim á. Rồi đi vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Trời ơi, tự nhiên bữa nay chị Phượng Lan đến đúng ngày đúng giờ ghê. Đưa em gái đi khám răng. Mà ai về chúng ngay cái lúc mà HTV vô cái là nhờ luôn. Tranh thủ như vậy. Tranh thủ hơn cao thủ luôn. Đó, thôi bây giờ để cho mấy anh chị làm việc thì bây giờ là HTV sẽ quay sơ. Dạ. Lát em phỏng vấn chị nha. Dạ. Em gửi luôn này bây giờ nè. Cái câu hỏi á là đến cái tour du lịch này á. Dạ. Thì bên Anna sẽ cung cấp những dịch vụ gì? Dạ. Cho giá trị gì đến với người những người khách du lịch. Dạ. Là mình cái sản phẩm, những cái chất lượng mình sẽ làm sao để mình giữ vững cái đó để dạ. Mình nâng chất cho người ta đến, người ta giới thiệu bạn bè, người ta tính. Dạ, dạ, dạ. Chứ không phải là... Thì mình cứ có gì mình nói đó, phải không? Đúng rồi, có gì mình cứ nói đó. Dạ, YouTuber dạ. chuyên nghiệp mà. Cái gì mà chuyên nghiệp? Vô để em giới thiệu cái máy của em một xíu. Dạ. Em nói trong đông một xíu. Trong đông một xíu hả? Hai kỷ máy á? Cái máy này một bắt tiền. Hai kỷ máy? Đây là một chị gì đứng. Ủa, phòng chụp phim mà anh Kiều đứng đó chị? Đây giới thiệu cái máy chụp phim. Đúng rồi. Ý anh đầu anh kiếp anh cho chị Lan mặc áo vô xung lấy chị quay thì... không em đi cái này tòng 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 lấy anh chị cho tòng. Ủa chị chụp phim mà chị. Dễ thương. Và có không tức là khách khi mà đến thì cũng vẫn làm y chang vậy đúng không? Đúng rồi, miễn phí hết luôn. Chụp rồi khám nè, rồi chụp phân tích 3D, 4D gì đó là miễn phí hết luôn. Có nghĩa là bên em á là thay vì mình đầu tư cái máy này thì mình chụp hình khách đồ này kia mình thu tiền đúng không? Không, đầu tư rồi, cho khám rồi chụp gì miễn phí hết. Mấy nha khoa khác là bình thường là thu này 500-700 ngàn đó chị, một lần á. Dạ. Gần bằng cái tour luôn rồi. Gần bằng cái tour luôn rồi. Trời ơi, biết ơn HTV. Thôi bây giờ thì mấy chị em xin phép kết cái clip để làm việc nha cả nhà, để cho nó bớt ồn ào á. Dạ, cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều.